Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau 7 ngày âm thầm khoét ngạch, dạng sáng mùng 4 tháng 9 năm 2012, một cuộc vượt ngục đã diễn ra tại nhà tạm giam công an tỉnh Lào Cai. Buông giam 7 người, chỉ còn lại 4. 3 can phạm biến mất trong đêm ấy gồm Chảo Láo Xì, sinh năm 1974, ở Cán Ti, Bản Xèo, huyện Bát Sát, Nguyễn Xuân Thuận, sinh năm 1988, trú tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai và Quách Tiến Hồng, sinh năm 1981, trú tại phố mới, thành phố Lào Cai. Kẻ khởi xướng cuộc vượt ngục đêm ấy chính là Hồng. Trước đó, Hồng lấy mạng một bạn tù cùng buồng, sợ khó tránh khỏi việc bị đòi mạng nên mới tìm cách trốn. Trước khi trở thành bạn cùng buồng với Sì và Thuận, Quách Tiến Hồng ở buồng giam số 3. Bạn cùng buồng với Y là Nguyễn Văn Giáp, Phạm Tiến Dũng, Lương Văn Huân, Cư Seo Sành và Lý Láo Tả đều là những can phạm với đủ các loại tội. Trong số này, Giáp nhiều tuổi nhất nên được bạn tù cùng phòng tôn lên làm đại ca buồng trưởng. Sáng mùng 5 tháng 8 năm 2012, cán bộ quản giáo chuyển thêm Phan Láo Tả vào ở cùng buồng giam số 3 với nhóm của Hồng. Cậy thế buồng trưởng, Giáp sai đàn em dạy cho người mới bài học làm người. Do bị đánh quá đau, Tả kêu rên thảm thiết khiến Hồng mất giấc ngủ, nên Hồng, Giáp Dũng hành hung tiếp một trận nữa. Cho đến khoảng 14 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện nạn nhân đã thiệt mạng, liền báo cáo cán bộ trại. Sau đó, Quách Tiến Hồng được chuyển về buồng giam có xì sì và thuận, cùng 4 can phạm khác. Trước tình cảnh án trong án mà toàn án nặng, Hồng vô cùng hoảng sợ, ngày đêm nung nấu ý định vượt ngục. Một lần được ra sân tắm nắng, Hồng lén lấy trộm được một mảnh sắt dì dài bằng ngón tay, mang vào buồng giam, biến nó thành một chiếc rũa, dùng để đào tường khoét ngạch. Mỗi lần một tí, đào đến đâu, Hồng lại lấy cơm thừa của mọi người trong buồng, nhào với số vữa vừa cậy ra, chát lại như cũ. Sau đó dựng chiếc chậu nhựa vẫn để giặt quần áo ra ngoài, che chắn. Bảy ngày như thế trôi qua, từng tí từng tí một, cuối cùng Hồng đã khoét được một mảng tường đủ để một người chui lọt. Biết Hồng vừa lấy mạng một bạn tù nên những kẻ cùng buồng không dám ho he, thậm chí Hồng sai làm gì phải răm rắp làm theo vì sợ. Khi việc đào tường khoét ngạch đã xong, Hồng ép phải trốn theo mình bởi Xì là người dân tộc, sống ở vùng rừng giáp biên giới, phải thông thạo đường rừng. Thuận cũng được Hồng liệt kê vào danh sách bỏ trốn bởi tên siêu trộm này rất danh ma và nhiều kế. Đêm mùng 4 tháng 9 năm 2012, trời bỗng nổi rông, mưa như chút đã tạo cơ hội để ba tên trốn thoát. Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, Xì đã dẫn đường cho Hồng và Thuận cắt rừng ra biên giới Việt Trung rồi chúng chia tay nhau ở đây. Kể lại chuyến đi bắt chảo láo Xì, Thượng úy Nguyễn Định Thuận, đội phó đội cảnh sát bảo vệ trại tạm giam, công an tỉnh Lào Cai bảo chưa từng lần nào đi bắt tội phạm trốn trại lại kỳ công như thế. Những ngày tạm giam, xì có vẻ khu khờ, tiếng phổ thông còn chưa sõi, nhưng đường rừng thuộc như lòng bàn tay. Vào rừng bắt xì vô cùng gian nan, bởi ngoài chuyện thông thạo đường rừng, đứng sau anh ta còn có gia đình họ hàng hậu thuẫn. Họ luôn tỏ thái độ bất hợp tác, cho dù biết việc trốn trại chỉ càng tội chồng thêm tội hơn hai tháng trời lên rừng truy bắt những kẻ trốn chạy là chừng ấy thời gian các trinh sát phải vất vả chăm bề xì là con trai thứ hai cho một gia đình đông anh em người dân tộc dao đỏ so với bà con trong bản thuộc diện giàu có tuy nhiên cả nhà hắn đều mua bán chất cấm anh trai xì là chảo phù váng từng bị bắt và cũng vượt ngục đến gần một năm mới bị bắt vợ xì rồi hai đứa con trai lớn cũng nghiện nhưng họ rất ít khi ở nhà và nếu có về thì lại bí mật đi rừng để tiếp tế cho xì Tiểu sử VC si và gia đình giống như một thử thách đòi hỏi các trinh sát phải làm sao để có được những thông tin về kẻ bỏ trốn đang ẩn náu trên rừng. Vào một đêm tối trời cuối tháng 11 năm 2012, khi xì si từ cánh rừng trước mặt lẻn về nhà lấy quần áo, lương thực, chưa kịp bỏ trốn thì bị trinh sát bắt giữ. Xì si điên cuồng chống trả khiến các trinh sát phải rất vất vả mới khống chế được tên người rừng lực lượng này. Ngay trong đêm, lực lượng truy bắt rút êm không để người thân của xì si kịp phát hiện xông ra giải cứu. Tuy nhiên, Xì không phải là đối tượng nguy hiểm nhất trong nhóm ba tên vượt ngục. Quách Tiến Hồng học hết lớp 8 thì bỏ học. Một thời gian Hồng đi làm bốc vác tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, sau đó vào miền Nam làm vệ sĩ cho một công ty trách nhiệm hữu hạn. Với bản chất của kẻ chăm ăn lười làm, chỉ một thời gian làm bảo vệ, Hồng bỏ việc trở ra Bắc. Trong thời gian này, Hồng gặp và quen một cô gái quê ở Việt Trì đã có con gái riêng, rồi nên nghĩa vợ chồng họ có với nhau một đứa con chung dẫn nhau về thành phố Lào Cai sinh sống. Tuy nhiên tại đây, Hồng nổi cơn thú tính với con gái riêng của vợ mới 12 tuổi và hắn đã tìm cách cướp đi sự trong sáng ngây thơ của em. Cuối cùng, việc làm bẩn thỉu của Hồng cũng bị người mẹ phát hiện. Tuy nhiên, khi người mẹ đau đớn đến cơ quan công an tố cáo, nhưng Hồng đã trốn sang Trung Quốc. Không mang theo tiền, Hồng sống vất vưởng nơi gầm tàu, bến xe, làm đủ các nghề từ bốc vác, rửa bát thuê, chạy bàn để sống ngày 8 tháng 5 năm 2012, khi Hồng vừa từ Hà Khẩu về Lào Cai đã bị bắt giữ, bị khởi tố về hành vi hiếp dâm trẻ em, Hồng được đưa vào buồng giam số 3, nhà T5 trại tạm giam công an tỉnh Lào Cai, chờ ngày hầu tòa. Trong quá trình giam giữ tại trại tạm giam công an tỉnh Lào Cai, Hồng có diễn biến tư tưởng rất phức tạp. Ngày 5 tháng 8, y cùng một số phạm nhân khác đánh chết phàn láo tả, bị can cùng bị giam giữ. Vụ việc sau đó được giao cho phòng PC44 Công an tỉnh Lào Cai thụ lý theo thẩm quyền. Ngoài tội danh hiếp dâm, Hồng còn bị khởi tố về tội giết người. Biết trước mức án sẽ phải đối mặt, Hồng tìm cách trốn khỏi nơi giam giữ và hắn đã thực hiện thành công cùng hai kẻ đồng phạm nữa đào tường vượt ngục đêm mùng 4 tháng 9 năm 2012. Theo lời khai của Quách Tiến Hồng sau này, thì vì tội hiếp dâm trẻ em chưa biết mức án bao nhiêu thì y lại gây ra vụ đánh chết bạn tù nên rất lo sợ. Đán già đoán non rằng với hai tội trên, mức án sẽ rất dài nên Hồng quyết tâm bỏ trốn. Phòng giam có 7 người, để không bị bạn tù tố giác, trước khi bắt tay vào việc đào tường, Hồng đã làm vài động tác lên dây cót tư tưởng những kẻ cùng buồn. Y vỗ ngực khoe về những chiến tích bên ngoài, khoe có mối quan hệ rộng với những kẻ giang hồ và đặc biệt ở bên kia biên giới còn có cả bà mẹ nuôi rất giàu có. Sau khi chứng tỏ cái uy với bạn tù, Hồng đã khiến họ phải im như thóc mỗi bữa ăn phải tự nguyện bớt một phần cơm canh để cống cho y chát tường. Thậm chí những kẻ tù tội này còn phải đồng lõa với Hồng trong việc che giấu khi có quản giáo xuống kiểm tra hoặc làm nhiệm vụ cảnh giới cho Hồng khoét vách. Ngoài việc phục vụ đại bàng Hồng, họ còn phải khai lý lịch bản thân, những tài lẻ của mình để Hồng nắm được. Chính vì thế mà sau khi khoét được một mảng tường đủ để chui ra ngoài, trong số 6 can phạm cùng buồng, Hồng đã chấm hai tên Thuận và Xì. Sì trong suy nghĩ của Hồng thuận là một tên trộm có thâm niên nên đa mưu túc trí xì khu khờ nhưng lại thông thạo đường rừng giống như cái la bàn trong quá trình đào tàu sau khi khống chế hai tên thuận và xì cùng vượt ngục Hồng được xì dẫn đường cắt rừng hướng sang Trung Quốc tại đây hắn nhiều lần tìm cách liên lạc với gia đình mẹ nuôi bên Trung Quốc nhưng vì họ sợ liên lụy không dám tiếp tay cho hắn không được cưu mang để có tiền chạy trốn Hồng đi tìm các đối tượng còn nợ tiền đánh bạc trước đây để đòi Do không có giấy tờ tùy thân nên hắn không thể đi sâu vào nội địa, đành chấp nhận bán sức lao động kiếm ăn qua ngày. Hắn xin vào làm trong một trang trại trồng chuối, ngày ngày vác quốc vào rừng lao động. Cái ăn chỗ ngủ thì có, nhưng tiền công thì không. Chính vì không có tiền nên làm ở đây một thời gian, hắn mon men ra phía cửa khẩu với ý định sẽ trốn về Việt Nam. Không ngờ bị Cục Công an Hà Khẩu Trung Quốc phát hiện, bắt giữ, trao trả cho Công an tỉnh Lào Cai. Vậy là sau 3 tháng trốn sang nước ngoài, ngày 18 tháng 12 năm 2012, Hồng chính thức quay lại nơi giam giữ với ba tội danh khoác trên cổ. Ba tên trốn chạy thì hai tên đã bị bắt lại, chỉ còn Nguyễn Xuân Thuận, tên trộm ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Việc bắt Thuận không hề đơn giản bởi hắn nổi tiếng có tính đa nghi, gian ngoan và rất cảnh giác. Địa bàn lần trốn lại rất rộng và hầu hết là những nơi đông người dễ trả trộn lần tránh. Thuận sinh sống ở xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, nhà nghèo đông con nhưng cái tính mải chơi và sĩ diện đã khiến hắn sớm trở thành kẻ tắt mắt vì còn ít tuổi nhưng ăn cơm tù còn nhiều hơn cơm nhà. Khi Hồng nảy sinh ý định bỏ trốn, Thuận hưởng ứng một cách rất tích cực. Khi trốn thoát, Thuận cũng tỏ ra phục tùng, theo Hồng sang Trung Quốc, rồi khi có cơ hội thuận lợi đã chuồn đi nơi khác, bỏ mặc Hồng bên đó. Trong khi lực lượng công an tỉnh Lào Cai đang căng mình tìm hắn, thì Thuận lại ung dung đi chu du các tỉnh Thái Bình, Khánh Hòa để kiếm việc làm, mặc cho lệnh truy nã toàn quốc đã được gửi đi khắp nơi. Tìm hiểu lý lịch tên trộm cáo già này, các trinh sát biết họ hàng của Thuận có mặt ở khắp nơi. Ban chuyên án đã nhiều lần thuyết phục gia đình họ hàng để vận động đối tượng ra đầu thú, nhưng gia đình họ hàng tỏ thái độ bao che, bất hợp tác. Thuận là đối tượng lưu manh, ngoan cố, cảnh giác nhất trong ba đối tượng trốn trại. Sau khi đào tường, Thuận trốn ở nhiều tỉnh thành. Y thường xuyên thay đổi chỗ ở và chỉ sử dụng số điện thoại một hai lần là thay, rất ít và hầu như không liên lạc với gia đình, bạn thân. Đầu tháng 1 năm 2013, Trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện Nguyễn Xuân Thuận đang làm thuê tại Hà Nội và thuê trọ ở khu vực phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Mặc dù chưa xác định được chỗ ở cụ thể, nhưng chừng ấy thông tin cũng vô cùng quý giá đối với các trinh sát. Dưới sự phối hợp với phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an thành phố Hà Nội, tổ công tác gồm Trung tá Lương Hồng Ngân, hai trinh sát Hà Quang Toàn, Nguyễn Thạc Hợp, công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Thuận đang trốn ở khu nhà trọ thuộc phường Minh Khai. Khu này rất nhiều nhà trọ đa số là dân lao động ở các tỉnh về thuê nhà trọ nên khá phức tạp. Nhà trọ nghi thận trốn có khoảng hai chục phòng cho thuê, mỗi phòng từ 3 đến 4 người mà không biết y đang ở phòng nào và hiện có mặt tại phòng trọ hay không. Tình thế lúc này rất khó khăn bởi tổ công tác vừa phải đảm bảo bí mật, vừa không được bắt trượt. Nếu chưa bắt được thì cũng không được phép đánh động vì nếu để đối tượng tẩu thoát thì sẽ rất khó tìm ra. Sau 3 giờ mai phục, cân nhắc tình hình, cuối cùng tổ công tác cũng chọn được phương pháp tối ưu mà theo họ có lẽ là sự kết hợp giữa linh cảm nghề nghiệp và một chút may mắn họ chọn một phòng trọ ở giữa khu gõ cửa và kiểm tra ba thanh niên cùng trạc tuổi đứng dậy xuất trình giấy tờ trời mùa đông mà thái dương những trinh sát dịn mồ hôi khi các anh thấy ba người này không có ai giống và có tên như trong quyết định truy nã không lẽ đã chọn nhầm trung tá ngân thoáng nghĩ song anh vẫn nhẫn nại kiểm tra từng ngóc ngách trong căn phòng và phát hiện một thanh niên nữa đang bận trong nhà vệ sinh Vài phút sau, thanh niên này đi ra, trình giấy chứng minh nhân dân. Các trinh sát cảm thấy có gì đó không ổn trong điệu bộ của anh ta nên tìm cách chỉ hoãn việc trả lại giấy tờ. Một vài câu bông đùa theo kiểu câu giờ, đáp lại là những câu trả lời chẳng đâu vào đâu của nhóm thanh niên trong phòng trọ, nhưng lại giúp các trinh sát khẳng định kẻ trình diện sau cùng ấy chính là người các anh đang tìm. Một cái vỗ vai, một câu hỏi xoáy đã khiến tên trộm gian rào Nguyễn Xuân Thuận ấp úng. Trước sự ngỡ ngàng của những người cùng trọ, lệnh bắt thuận được thực thi và ngay sau đó, kẻ trốn chạy được di lý về Lào Cai. Đó là đêm 18, rạng sáng 19 tháng 1 năm 2013.